Chào các bạn, hôm nay gia dụng nhà Việt xin giới thiệu với các bạn chiếc tăm nước của hãng Panasonic có tên là Dental Care, có mã sản phẩm là EW1211. Chiếc tăm nước này sẽ giúp các bạn làm sạch các kẽ răng này bằng tia nước phun trực tiếp vào. Đây là cái tăm nước sử dụng pin sạc và sạc không dây nên các bạn sẽ rất là tiện khi sử dụng. Chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn. Đóng gói sản phẩm sẽ có hướng dẫn sử dụng. Và đây là chiếc tăm nước chúng ta. Có phần thân của tăm nước sẽ chứa nước và pin rồi các bộ phận điều khiển. Phần đế sạc. Để tính an toàn cao thì cái đế sạc này thường sử dụng sạc không dây. Các bạn chỉ đặt vào đây thôi. Và đây là thông số sản phẩm. Chúng ta thấy là có nơi sản xuất là Thái Lan. Và đây là cái đầu phun. Chúng ta sẽ có hai cái đầu phun đi kèm để các bạn có thể tiện thay thế. Đây là cái ốc để bạn bắt cái đế sạc. Và đây là chiếc tăm nước chúng ta. Thứ nhất là cái phần tiếp nước, các bạn đổ nước vào đây và đậy lại. Còn phần trên này là các bạn sẽ cắm cái đầu phun này vào cái nút này để các bạn nhả nó ra. Còn cách dùng thì rất đơn giản, chúng ta chỉ việc bấm đây có hai số này, tắt và mở. Các bạn bấm đây để chọn chế độ. Thế là chế độ Z là các bạn sẽ phun tia nước, nó sẽ mạnh hơn một chút. Còn dưới này là các bạn sẽ phun kết hợp với các cái bọt khí, gồm có dành cho răng thông thường và răng nhạy cảm, phun êm hơn. Và sau đó các bạn chỉ việc bấm nút này. Đấy các bạn ạ. Đấy các bạn thấy tốc độ nó khác nhau. Cái Z này phun mạnh nhất này, phun êm này, phun trung bình này, đấy phun mạnh này, tắt mở. Thì cách dùng rất đơn giản, chúng ta chỉ việc cầm này và sạch các kẽ răng. Để tìm hiểu kỹ hơn về cái tăm nước của hãng Panasonic, các bạn có thể truy cập trang web gia dụng nhà việt.com. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.